Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học toán tử logic trong lập trình C nhé. Thông thường á, chúng ta làm việc với cái hàm điều kiện á, thì không phải lúc nào nó cũng chỉ có một điều kiện, mà nó có thể có rất là nhiều điều kiện và nó kết nối với nhau. Nó nhiều điều kiện và kết nối với nhau. Thì để kết nối được giữa những cái điều kiện đó, chúng ta sẽ dùng những cái dấu là toán tử và toán tử hoặc là toán tử phủ định. Ở trong cái lập trình C thì sử dụng toán tử và các bạn sẽ sử dụng hai cái dấu và như thế này. Sử dụng toán tử hoặc thì các bạn sẽ sử dụng hai cái dấu gạch đứng. Cái dấu gạch đứng thông thường nó sẽ nằm ở gần cái phím Enter, các bạn sẽ tìm ở khu vực đó nhé. Chúng ta nhấn phím Shift cộng với cái phím đó thì nó sẽ ra được cái dấu gạch đứng như thế này. Chúng ta phải nhấn hai lần. Và cái này là dấu chấm than. Chấm than thì nó nằm ở ngay vị trí số 1 ấy, số 1 trên bàn phím ấy. Các bạn nhấn Shift và số 1 thì nó sẽ ra chấm than thôi. Thì chúng ta sẽ làm thử cái bài tập nhỏ nhỏ liên quan tới toán tử logic trong lập trình C nhé. Ok. Rồi. Mình sẽ sử dụng thư viện studio.h. Rồi, ok, các bạn sẽ nhìn thấy nè. Mình sẽ có hai cái biểu thức đi. NT biểu thức hai cái biến mà nó có giá trị của một biểu thức đi, ví dụ là mình có là 5 lớn hơn 2 nhé. Và NTB là bằng B là bằng 10 lớn hơn bằng 99. Các bạn nhìn giúp mình cái biểu thức A này, 5 lớn hơn lớn 2 là đúng hay sai các bạn? Là sai đó ha. B thì 10 lớn hơn, ủa xin lỗi, 5 lớn 2 là đúng chứ. Xin lỗi các bạn, 5 lớn 2 là đúng đó. 10 lớn hơn bằng 99 thì nó là sai, đúng không ạ? Thôi bây giờ để đơn giản nha. Mình cho thằng này là đúng, A bằng 1, B sai là B bằng 0. Bây giờ mình và các bạn sẽ xuất ra cái kết quả của cái toán tử logic giữa hai cái biến A và B này để cho nó dễ hiểu hơn. Bây giờ mình sẽ phần trăm D nè. Và phần trăm D bằng phần trăm D. Ở đây mình sẽ làm gì? Mình sẽ truyền vào A, B và các kết quả của cái A và B. Các bạn hiểu kịp không ạ? 1 và 0 thì nó sẽ như thế nào? Tí nữa chúng ta xem kết quả nhé. Mình sẽ bring F. Mình thêm một cái biến nữa. C bằng 1 nha. Lại mình lại làm y như câu này luôn. Mà mình thay cho cái này là C. Mình cho nó xuống dòng. Dạ, ok. Thì mình sẽ xem cái kết quả nó sẽ như thế nào. Đây là phép và nhé. Phép và. Đây, 1 và 0 là 0. Nghĩa là khi các bạn có điều kiện á, thì cả hai cái điều kiện này nó phải đúng hết thì nó mới ra kết quả đúng được. 1 và 1 là 1 đó. Các bạn thấy không ạ? Thấy kết quả nó xuất ra không? Đúng và sai là đúng. Đúng và đúng thì mới là đúng được. Mình ví dụ nếu bạn có tiền mà bạn không có thời gian thì hỏi bạn có đi chơi được không? Không, đúng không ạ? Bạn có tiền là một ở đây và bạn có thời gian thì lúc đó bạn mới đi chơi được, nó là giá trị một ở đây. Một cái ví dụ nhỏ như thế để các bạn dễ hiểu hơn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cái phép khác là phép hoặc nha. Như thế này mình sẽ copy xuống, ở đây là hoặc. Rồi, ở đây là sửa lại hình dấu hẳn. Rồi, chạy lại thử. Mình lấy ví dụ nha, về 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 hoặc trước khi mình chạy. Tức là ví dụ như bạn ví dụ như là bạn được à,
bạn được 25 điểm của ba môn toán lý hóa trong học bạ, hoặc là bạn được 25 điểm trong cái môn toán lý hóa lúc các bạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì các bạn sẽ được trúng tuyển đại học. Thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi là các bạn sẽ được trúng tuyển đại học. Thì các bạn sẽ xem kết quả nó sẽ như thế nào nếu mà mình làm cái phép phép hoặc. Đây các bạn nhìn nè, một hoặc không thì ra kết quả là một, một hoặc một thì nó ra kết quả là một luôn. Nhưng có tình huống nào là nó sẽ ra kết quả là không không? Có chứ. Nếu như hai con số đều sai hết, không không thì nó sẽ ra kết quả là sai. Nếu như bạn không đủ 25 điểm trong học bạ, các bạn cũng không được 25 điểm trong lúc thi đại học, thì các bạn không thể đậu vào trường đại học công nghệ thông tin, mình ví dụ như thế. Đó, các bạn có hiểu kịp ý mình không ạ? Thì khi làm việc với phép toán hoặc á, là các bạn chỉ cần xét một trong hai tình huống nó đúng là ok, một trong những tình huống hoặc nó đúng là ok, còn cái phép và là tất cả những cái toán hạng bên trong á, nó phải có giá trị là đúng hết thì nó mới ra kết quả là đúng được. Rồi mình sẽ làm tới một cái phép toán nữa, đó là phép toán phủ định. Bây giờ nhé, mình sẽ đi đây phần trăm D nè, xuống đây là phần trăm phủ định của phần trăm D, phủ định của A. Để ở đây mình sẽ truyền vào đây là phủ định của A này. A này thì nó sẽ nhảy vào chỗ phần trăm D này, còn phủ định của A nó sẽ nhảy vào vị trí này nhé. Các bạn sẽ xem nhé. Tương tự vậy mình sẽ cho cái phủ định của B ra luôn. Đây, phủ định của một nó sẽ về không, phủ định của không nó sẽ là một, nghĩa là phủ định nghĩa là lật ngược lại. Các bạn đang đúng thì các bạn sẽ có được cái giá trị là sai, các bạn đang sai các bạn phủ định ngược lại cái đó thì các bạn sẽ có giá trị là đúng. Các bạn kịp không ạ? À, thì làm trong lập trình đó, khi chúng ta làm việc với điều kiện hoặc là làm việc với câu lệnh điều kiện hoặc là làm với dòng lập đó, thì chúng ta sử dụng những cái phép toán này nó cũng khá là nhiều. Các bạn để ý giúp mình là chúng ta có ba cái toán tử logic ở trong lập trình C. Thứ nhất đó là dấu và, toán tử và đó là nó có hai dấu và như thế này, toán tử hoặc là nó có hai cái dấu gạch đứng, và toán tử này là toán tử phủ định để chúng ta phủ định một cái vấn đề gì đó. Ok, các bạn code lại thử cái đoạn code này nha, để cho các bạn có thể thấy rõ hơn. Các bạn có thể thêm những cái điều kiện khác nữa, thử với những cái biểu thức điều kiện khác để xem có kết quả của các bạn nó sẽ như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video clip của mình. Nhớ like và đăng ký kênh nhé. Nhớ xem video tiếp theo và tiếp tục cùng mình đi hết cái khóa học lập trình C này nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.